Kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị các bác cùng anh em trong buổi tối đêm muộn ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, trong 2-3 ngày vừa qua, em và chồng em Tiến có công việc riêng rất bận phải đi xa. Hôm nay thì công việc cũng đã ổn định và đã vào việc. Và trong 2-3 ngày vừa qua thì trên đường đi thì có công việc riêng, cho nên là em cũng gửi lời ân ái cảm ơn tới tất cả các bác trong 2-3 ngày vừa qua đã điện thoại đến ủng hộ cho vợ chồng em Tiến những mặt hàng loa âm đi rồi trầm. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và trong ngày hôm nay thì cũng đã miệt mài trong về vợ chồng em về buổi tối hôm qua và cũng đã miệt mài đóng hàng trong ngày hôm nay và đã gửi đi cho các bác khách ở xa và ở gần, kể cả miền Nam và miền Bắc. Miền Bắc em gửi xe ô tô và bây giờ thì các bác đã nhận được hàng rồi. Và trong miền Nam thì các bác phải chờ 3-4 ngày thì hàng sẽ tới nơi. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong buổi tối ngày hôm nay thì em Tiến vừa mới về được một số mặt hàng như sau. Thứ nhất là em về được thêm 2, 4, 6 quạt trầm. 6 mẫu trầm này thì trong đó có bát 20, 25 và 30. Mấy quả 25 và 30 thì có một quả Paladin và một quả JBL và hai quả Calip của Mỹ và một quả Yamaha và một quả Onkyo. Và phía xa xa quý vị các bác anh em chúng ta đang nhìn thấy, hôm nay em về thêm được một đôi loa BMB model là 900C. Và trên đôi loa 900C, cái đôi loa 900C thì có hai cái loa tép kèn bằng vàng ấy, mình gọi là 900C. Cái càng màu đen 900C, còn ở trên cùng có một chiếc ấy thì đó là đôi loa BMB 2000C. Và tiếp theo là em về được một con đầu Soli Dat 57ES đẹp thiếu hộp xốp và có cả khiển zin. Và tiếp theo nữa là em về thêm được một bộ combo đi liền với nhau, đó là bộ combo âm ly Bueller SA 7900 huyền thoại đẹp thiếu hộp xốp luôn. Keng nha. Gồm có 3 thớt, một thớt băng cassette, một thớt âm ni và một thớt đài. Bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đi đến chi tiết từng sản phẩm. Vâng, em kính chào các bác nhé. Thì giới thiệu quả nào thì em sẽ lôi ra quả đó. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, đây là một quả trầm Paradin. Nói đến thương hiệu trầm Paradin là một thương hiệu nó quá là nổi tiếng rồi nha các bác nha. Quả này bát 25 và cái e căng này nó không mở ra được các bác nha. Cái e căng này nó không mở được, nó liền với cái thùng loa. E căng này này, nó liền với cái thùng loa. Đấy. Bác muốn xem thì chúng ta phải tháo ở đằng sau ra, tháo cái vỉ ra các bác nha. Quả này thì có giá 8,8 triệu và em đi sơ bộ vào giới thiệu model của quả trầm. Quả trầm này là quả trầm Paradin, model là PDR10 các bác nhé. Paradin model là PDR10. Đó. Có nguồn điện là nguồn điện Mỹ 120V các bác nhé. Nguồn điện Mỹ 120V. Đấy, rất ok. Đây là các đường đi vào của nó và có cả dây rắc đi vào nguồn theo các bác nhé. Dây rắc này là dây rắc cắm âm đi Nhật và đây là dây rắc cắm cho vang này, rồi âm đi ra mua rồi California. Đấy. Và lỗ thông hơi ở phía sau đây. Đây cánh tỏa nhiệt. Đó là con trầm này thì tiếng đánh nó quá mềm sâu, rất là hay. Giá 8,8 triệu anh em nhá. Sử dụng trong đầu mình là thùng gỗ nặng màu đen. Đấy, rất là đẹp. Và tiếp đến thì giá 8,8 triệu quả trầm Paradin model là PDR10 nhá. Và tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho các bác các anh em chúng ta một quả trầm có giá 9,8 triệu. Giá 9,8 triệu bát 30 hiệu Calip các bác nhá. Hiệu Calip, chúng ta đến với thân thùng của cái em trầm, nó quá đẹp, quá mỹ mãn luôn, không tì vết nhá. Những trầm này có thể ví von một câu là đẹp thiếu cộp xốp các bác nhá, đẹp thiếu cộp xốp. Dây zin, dây nguồn zin. Và quả trầm Calip model là KSW12 các bác nhá, điện 120V các bác nhá. Điện 120V đây này, điện 120V điện Mỹ các bác nhá, Mỹ nồi. Lỗ thông hơi phía sau đây. Và đây là các cổng kết nối ăn chơi của nó. Đấy. Đường đi vào dây đầy đủ, rác AV đầy đủ, rồi có nút chỉnh tần, rồi volume to nhỏ, chỉnh tần số sâu xa đấy.
và quả Paradin cũng có nha. Và tiếp theo thì chúng ta hãy đến với trái tim của em Trầm. Nó có bốn cái chân zin rất là đẹp các bác nhá. Trái tim của em Trầm, mình phải dùng một từ như vậy bởi vì Trầm mà nó quả bát, nó là cái trái tim. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đây là một quả bát siêu siêu đẹp. Mình nói câu nhá, siêu siêu đẹp các bác nhá. Bát này sử dụng gồm có là một loa bát có đường kính 30. Cái màng của nó là màng giấy kết hợp sợi thủy tinh các bác nhá. Màng giấy kết hợp sợi thủy tinh. Và cái gân là gân zin nguyên bản, gân cao su các bác nhá. Dòng Calip là một dòng trầm quá chất rồi, quá nổi tiếng rồi, rất là hay các bác nhá. Và quả trầm này thì em Tiến đang có cái giá bán rất ưu ái cho quý vị các anh em chúng ta, giá là 9.800.000 đồng. Rồi ok nhá. Và tiếp theo đây là một quả trầm thứ ba. Quả trầm thứ ba này nó có giá là 9.200.000 đồng các bác nhá. Quả trầm thứ ba này nó có giá 9.200.000 đồng. Cái thùng của nó rất là sâu, thùng nó rất sâu. Và cái hiệu Calip, cái đây, cái hiệu Calip, cái căng của nó khoe cái tem ra. Đó. Rồi, thoạt nhìn vào cái loa bát chúng ta không lạ lẫm gì với em Trầm này nữa đúng không ạ? Không lạ lẫm gì nữa, một cái bát màu của nó là kiểu như màu gỗ, kiểu như màu gỗ. Mình nói câu ví von là kiểu như màu gỗ. Bởi vì sao? Có nhiều người người ta giới thiệu ấy, nếu mình một số ông audio ông bán ông giới thiệu đây là bằng gỗ. Đây là bằng gỗ nhưng không phải là bằng gỗ đâu các bác nhé. Loa, em nói thật các bác, không có cái loa nào sử dụng loa bằng gỗ cả. Người ta nói nhảm nhí thôi chứ không có loa bằng gỗ đâu. Nó là cái màng này của nó là cái màng carbon. Nhưng mà em thấy nhiều giới thiệu là bằng gỗ, em nghe rất buồn cười. Đấy, có sai nằm ở cái chỗ đó các bác nhé. Không phải là bằng gỗ, không có cái loa nào sử dụng bằng gỗ cả. Màng của nó là màng, chất liệu này là màng carbon. Đấy, gân zin nguyên bản đó là gân cao su các bác nhá. Gân zin nguyên bản gân cao su. Những cục trầm em Tiến tuyển và tự tay tuyển lựa và nó đẹp, phải nói là thiếu cái hộp xốp mà thôi các bác nhá. Đẹp zin nguyên bản, thiếu cái hộp xốp. Bát 30, giá có 9.200.000, một cái mức giá cực dễ chịu cho anh em chúng ta chơi. Và nói với các bác, các anh em chúng ta là trong những quả trầm Calip bát 30, như chúng anh em chúng ta có thể đánh vào trong những căn phòng rất là rộng, từ 70-80m² trở về, rất là hay luôn. Và những dòng trầm Calip là những dòng trầm tên tuổi, đánh tiếng cực kỳ sâu và xa, mềm, cực kỳ mềm. Trầm Calip model là R12S với đúp các bác nhá. Em đọc lại này, quả trầm Calip model là R12S với đúp. Nó có chữ Cato Solo ở đây, nhưng mà em không đọc cái dòng chữ này, Cato Solo LA. Nhưng mà em không có đọc nhá. Thôi đọc lôm na cho các bác, các anh em chúng ta hiểu vậy đó. Còn đâu là điện của quả trầm này, nó là cái dòng điện ngẫu hứng. Ngẫu hứng điện của nó là điện từ 100 đến 240 các bác nhá. Điện từ 100 đến 240. Cái dòng điện này thì chúng ta cắm vào điện 100 cũng được và cắm sang điện 220 cũng được, rất là tiện lợi các bác nhá. Đây là nhìn công suất điện nó đài đây này, từ 100 đến 240, có giải tần cắt từ 50 đến 60 Hz các bác nhá. Trầm Calip model hiệu R12S với đúp đây. Đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi các bác nhá, đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi đây. Rồi, rất ok. Và cái lỗ thông hơi ở phía trên này rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Giá 9.200.000 anh em nhé, là 9.200.000. Rồi, và tới một quả trầm nữa. À, quả trầm này thì trong thời gian qua em Tiến bán rất là nhiều này. À, quả trầm này em Tiến bán rất là nhiều, e căng nhựa nhé, e căng nhựa. Và chúng ta thấy là quả trầm này là một quả trầm thùng kín các bác nhé. Quả trầm thùng kín có nghĩa là nó không có lỗ thông hơi. Bát 30 sử dụng cho đồng mình một cái lò bát có đường kính 30. Cái màng của nó cũng là màng carbon các bác nhá. Màng carbon và gân của nó là gân lụa zin nguyên bản luôn, gân lụa zin nguyên bản. Cái quả trầm này nó có một cái nội lực là cái lâm châm của quả trầm cực kỳ gấu, cực kỳ gấu. To lại còn là hai lâm châm các bác nhá. Gấu to và hai lâm châm, tức là cổ từ của nó đánh là cổ từ lâm châm kép các bác nhá. Lâm châm kép. Sử dụng thân hình của các quả trầm em, ví dụ quả trầm này sử dụng thùng gỗ nặng, quả trầm này cũng sử dụng thùng gỗ nặng, tất cả là đều là thùng gỗ. Và cái điều này chắc là không phải là giới thiệu cho quý vị các bác anh em chúng ta nữa, loa mây trầm thì đều thùng gỗ cả. Và thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đến với thông số ở phía sau.
thì chúng ta đang nhìn thấy là quả trầm JBL model là PS120 các bác nhá. 230 sạc đến 240, đây là nguồn điện của nó các bác nhá. Giống như là chúng ta đề ở đây, nó có điện là 230 và 240. Đây là điện hàng xuất châu Âu các bác nhá. Đầy đủ các cổng kết nối chơi đây và thông số. Đấy, margin USA. Cái của được sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Đầy đủ các cổng kết nối chơi đây. Các cái núm volume đây là to nhỏ rồi cắt giải tầm này và có đường dây đi vào. Rồi rất ok, quả trầm này thì nó có cái giá cực kỳ ngon, bổ rẻ, bình dân cho quý vị các bác anh em chúng ta chơi. Giá quả trầm này là 5.800.000 các bác nhá. 5.800 bát 30. Rồi ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm. Mình chúng ta phải gọi đây quả trầm này là quả trầm siêu phẩm luôn. Bởi vì bé bé thôi nhưng mà đừng chê bé mà sao. Đấy ạ, đừng chê bé mà sao. Quả trầm này là quả trầm Yamaha model là IST S-Plus 90 các bác nhá. Quả trầm Yamaha model IST S-Plus 90. Sử dụng trong là mình một cái loa bát 20. Cái bát này là bát lừng danh. Cái bát là bát lừng danh, nó rất danh giá. Tại sao nó giới thiệu là nó là danh giá? Bởi vì em 90 này là em được thừa hưởng ở một cái loa bát, đó là cái loa bát em trầm 160. 160 nó sử dụng là hai cái loa bát này trong một lòng thùng. Và đến em 90 thì chỉ có một cái loa bát nắp vào con 90 này. Và cái bát của con 90 này và bát của 160 nó giống hệt trang nhau các bác nhá, nó giống hệt nhau như hai giọt nước vậy. Nó thùng hơi ở đây, màng carbon nhá và cái gân cao su lâm châm thép các bác nhá. Rồi. Nếu mà vỏ thùng thì quá đẹp luôn. Thùng thì sử dụng thùng gỗ nặng một vân gỗ quá đẹp, quá là ok. Quả trầm này có giá không hề rẻ, bát 20 giá 3.800.000 các bác nhá. Tiền nào của đấy, ba giá 3.800.000, rất là hay đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta, quả trầm này sử dụng đa cầu điện các bác nhá. Bốn cầu điện luôn, từ 110 đến 240 các bác nhá. Hàng được sản xuất tại Nhật Bản, đây toàn chữ Nhật thôi các bác nhá. Ok luôn. Thì quả trầm giá 3.800.000 các bác nhá. Và tiếp theo là một quả trầm cực ngon và bổ rẻ nữa này. Quả trầm này có giá 2 triệu đồng các bác nhá. Quả trầm có giá 2 triệu đồng. Quả trầm Onkyo model là KS Group L30. Nghe tổng lại này, quả trầm Onkyo model là KS Group L30. Lỗ thông hơi của nó là nằm dọc ở đây, lỗ thông hơi đây các bác nhá. Và cái màu vân gỗ của cái thân thùng loa nó quá đẹp luôn nhá, quá đẹp. Và đến với thông số ở phía sau thì quả trầm Onkyo đây các em đã đọc thông số cho các bác rồi nhá. Cái nó chỉ có một cái rắc là rắc AB đi vào cho các bác nhá. Đi ra rắc AB đi vào. Có một cây sô dí rất là đẹp, 3.9 rất đẹp luôn. Và chúng ta hãy đến với cái trái tim của em trầm. Thì em trầm này sử dụng một cái loa bát có đường kính 20 được nằm ở trong cái gầm này các bác nhé. Bát có đường kính 20 nằm trong gầm này. Đấy, cái gân này của nó là gân cao su zin nguyên bản nhé. Xong này củ đánh của tơ lâm châm kép. Và cái màng của nó là bằng giấy các bác nhé, màng giấy. Đấy, gân cao su. Rồi, ok. Giá 2 triệu đồng các bác nhé. Giới thiệu xong cho quý vị các bác anh em chúng ta về một số mặt hàng, tức là xúc trầm. Và bây giờ em tiến sẽ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với một em đầu Sony DAP 57ES mặt vàng chanh, có hai hồi gỗ hai bên. Em đã giới thiệu và bán rất rất nhiều cái con đầu này 57 và là ký hiệu 57 này, bán rất nhiều bởi vì rất thích nó, bởi có mặt sang trọng cực đẹp là mặt vàng chanh hai hồi gỗ là cực kỳ đẹp, kết hợp với rất nhiều dòng âm đi nó cùng màu rất là đẹp các bác nhá. Thì cái đầu này nó chạy băng đát và giải mã 24 bit, công suất cũng là 24W và điện 100V. Dòng này là dòng giải mã 2 em. Nếu như trong tổng tiền 10 triệu quay đầu vào thì không một con đầu nào tiếng hay bằng con này các bác nhá, dám khẳng định. Và với các bác anh em chúng ta luôn và ngay, trong 10 triệu đồng giá về thì không một em đầu nào tiếng bằng em đầu này. Và giá em tiến bán con đầu này là 6.500.000 đồng các bác nhá. 6.500.000 đồng. Đợt vừa rồi em vài được mấy con thì em bán đâu đó là 6 triệu với 6 triệu 2. Thế nhưng con này nó đẹp hơn, nó đẹp. Con này đẹp, đẹp có nghĩa là đẹp thiếu hộp xốp nha. Mà cái thứ hai nó là một điều mối tốt cực kỳ quan trọng, đó là nó có remote đi theo, tức là khiển. Và từ ngày em tiến bán đến giờ thì nó phải đến vài trăm con đầu này rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì em mới lấy được về một con đầu mà nó có remote đi theo. Remote tức là khiển đấy, là đi theo. Thì cái khiển đó, các bác mua ở ngoài mua cái khiển không đã 1 triệu đồng các bác nhé. 1 triệu đồng cái khiển luôn, em dám khẳng định các bác rồi chưa ạ?
Đây, con đầu này ấy, là cả khuyển này. Đấy, đẹp xuất sắc này, zin nguyên bản này, bán với, cho các bác với giá là 6.500.000 nhá. Và Omni Fisher 175. Đấy, 175. Dòng này cao cấp, lúc nào em sẽ test những đôi loa dòi và giới thiệu sâu về con Omni này cho các bác luôn. Và ngay. Và tiếp theo là đây những cái máy quay quay gần vào đây để cho các bác anh em chúng ta ngắm nhìn về bộ ba thớt này. Bộ ba thớt này là của em cứ gọi tắt là bộ ba thớt của Omni Builder SA7900, đúng không ạ? 7900, nó con này lừng danh nổi tiếng rồi nhá. Đẹp tắt điện và thiếu cảm xúc, chỉ nói quý vị các bác anh em cho một câu như vậy, đẹp xuất sắc luôn nhá, đẹp xuất sắc luôn. Chúng ta nhìn thấy này, khi cái máy quay tiến lại gần thì các bác quay chi tiết như thế này thì các bác không nhìn thấy đâu ra là một cái vết xước nào ở trên chiếc Omni này. Zin hoàn hảo và bao chạy cho quý vị các bác anh em chúng ta từ thớt đài và Omni và băng cassette đều hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Thì bộ này em tiến bán cho quý vị các bác các anh em chúng ta với giá 6.500.000 đồng các bác nhé. 6.500.000 đồng. Đấy. Bây giờ chúng ta mua một con Omni này không thôi cũng có giá là gần 5 triệu đồng. Một con Omni này không nhá. Nó đẹp như thế này thì nó phải có giá như thế các bác nhá. Một con Omni này nó có giá gần 5 triệu đồng. Đấy. Còn hai cái thớt này tính là có mấy trăm ngàn bạc. Và Omni Builder SA7900 nó quá đẹp, thiếu hộp xốp. Hàng đây là những mặt hàng mà em đấu mạng về bên Nhật nhá. Và Omni Lookman model NV103 giá 5 triệu rưỡi. Và 5 triệu 2 là chiếc Omni Lookman model là NV113 các bác nhá. Chiếc này thì công suất là 250W này, rồi 150W này. Đấy. Và còn rất nhiều video test những cái chiếc Omni này cho các bác rồi. Và các bác cũng đã thuộc lòng cái giá này. Và tiếp theo nhá. Mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy tiến lại đến xem đại gần một đôi loa B&B model là 900C. Con em 900C nó đẹp đến mức độ nào, xem hàng em tiến tuyển đẹp đến mức độ nào. Các hãy chưa cái máy quay đây, em chưa có vệ sinh nhá, nhiều khi phao xốp nó còn bắn bụi đầy đây. Đấy, máy quay quay gần một cái tuyến loa cho quý vị các bác anh em chúng ta xem. Dòng này thì tiếng nó hay rồi, nó chất rồi nhá. Thì giá của đôi loa B&B model là CSD 900C này ấy, thì em tiến bán cho quý vị các bác anh em chúng ta zin toàn tập và hoàn hảo như thế này. Thì em tiến bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với giá là 10.500.000 không bao gồm cước ship nhé. Mà tất cả các sản phẩm em báo giá là không bao gồm cước ship từ trước tới giờ. Hàng mộc mạc vừa về nhà bóc ra phát là khui hàng cho quý vị các bác anh em chúng ta luôn và ngay. Đấy. Chúng ta thấy nó trùng seri và trùng cặp. Các bác thấy này, model ở trên cặp trên này là 12184 và dưới cũng vậy, seri nhé. Đây seri dưới vậy, nhìn này, 12184. Đấy, rất ok. Một điều rất quý báu là cặp loa này em tuyến tưởng nữa và nó còn trùng seri. Trùng seri, trùng đôi, trùng cặp. Hiệu của cái loa này là loa B&B model là CSV các bác nhé. Em vừa đọc là em đọc lại này, cặp loa B&B model là CSV 900C các bác nhé. Có trở kháng 8 ohm, công suất 1200W các bác nhé. Hàng được sản xuất tại Made in China các bác nhé. Phải là Made in China nó mới chuẩn. Anh em thích thì kết thì hãy vào Zalo, em sẽ gửi hình nội thất trực tiếp cho quý vị các bác anh em chúng ta được thấy và được xem. Và đặc biệt là trên cặp loa B&B CSD 2000C thì nó có một cái cầu gạt ở đằng sau. Cái cầu gạt ở đằng sau này nó sẽ giúp cho quý vị các bác anh em chúng ta nghe được hai giải. Một flat. Cái flat này nó là cái chế độ mặc định gọi là flat các bác nha. Và tép tức là sitte này thì người ta gọi là tép, tức là giải sáng đấy. Flat là nó công suất của nó chạy bình thường và cái bên này thì nó sẽ sáng hơn, sáng tiếng hơn, gọi là tép các bác nha. Cái hiệu này nó đài là tép, tức là giải sáng. Tức là chúng ta gạt sang cái giải tép này thì tiếng nó sáng hơn, nghe nó hay hơn. Rồi anh em nhé. Thì video có lẽ là cũng khá là dài rồi. Em Tiến chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta. Mọi thông tin chi tiết quý vị các bác anh em chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với vợ chồng em Tiến bằng số điện thoại trên hai tấm biển này 0966 603 183, hoặc số điện thoại tiếp theo là 0963 349 519.
Vợ chồng em Tiến rất là hạnh được phục vụ quý vị các bác các anh em chúng ta đến với cửa hàng em Tiến Audio. Quý vị các bác các anh em chúng ta không phải lo về chất lượng, và đồng thời tiếp theo chúng ta cũng không phải lo về giá các bác nhá. Giá bao giờ cũng rẻ hơn thị trường, hoặc nó ngang bằng, thế nhưng cái độ ngang bằng thì nó phải so với độ đẹp nữa các bác nhá. Cảm ơn quý vị các bác các anh em chúng ta rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị các bác các anh em. Xin chào.